mọi người có tin là trên cuộc đời này vẫn còn có rồng không? Hôm nay cùng Olala lên đỉnh của dãy Tây Côn Lĩnh tìm móng rồng nhá. Sáng ra trời còn trong sương, mấy cô cháu đã dậy sớm rủ nhau lên rừng để đi tìm trà móng rồng rồi. Những ngày này vào rừng thì trời rất là lạnh mà thời tiết thay đổi cũng rất là nhanh nữa. Sáng nay là mấy cô cháu đã xuất phát từ lúc 5 giờ sáng ở nhà rồi. Trời lạnh quá chạy xe vào rừng sớm, trời tối om om nên là mình cũng không quay. Đoạn này là đi lên cũng được khá xa rồi, cũng gần nửa trưa rồi. Rồi tiếp tục lại đi băng qua những khu rừng già như vậy nữa. Lên đến trên này giống như kiểu đi qua tầng mây rồi thì trời bắt đầu hửng nắng lên rồi. Ở đây là độ cao rất cao rồi, khoảng 1.800m, những cây trà cổ thụ rất là to. Mọi người ơi, đi từ sáng đến giờ và bây giờ đã tìm được móng rồng nha. Bây giờ sẽ cho mọi người nhìn thấy đâu là móng rồng nhá. Đây mọi người, cái này được gọi là trà móng rồng nhá mọi người nhá. Cái này là cái những cái búp trà mà nó mọc ra từ cái cành lá như thế này này. Bây giờ là cùng mình hái rồi mình mang về chế biến nhá. Những mầm trà này ngay khi hái tươi như này thì cũng có một cái hương thơm rất là thơm rồi. Bình thường thì những cây trà như vậy, những cành gần thì tụi mình có thể đứng hái được. Còn lại sẽ phải chặt xuống rồi sau đó xuống dưới gốc để nhặt từng mầm một. Chắc nhiều bạn ở đây cũng sẽ thắc mắc rằng tại sao được gọi là trà móng rồng đúng không? Những cây trà rừng này thì sống ở trên độ cao rất là cao, được ví như nơi tiên ở rồng ở. Rồi những mầm trà được bung ra cũng tựa như những vảy móng của con rồng, lại mang hương thanh cao của các loại gỗ quý ở trong rừng. Thơm lắm luôn mọi người ạ. Vậy nên dòng trà này mới mang một cái tên rất là mỹ miều là trà móng rồng hoặc là trà đuôi rồng. Hôm nay hai cô cháu lên rừng tìm thì cũng không gặp được nhiều cây, nên cố gắng hái để đi về trước khi trời tối. Từng này là thành quả của hai cô cháu mà đi cả một ngày trời đó mọi người. Những mầm trà xanh gì thực sự là cầm nắm như này rất là giống những hạt thóc của mình luôn á mọi người. Khi mang về thì tụi mình sẽ mang đi phơi héo để rút bớt nước, hoặc là mình cũng có thể cứ thế là phơi cho tới khô được luôn nha. Nên do thời tiết ở trên tụi mình mùa này vào đông rồi nên là nắng rất là yếu. Trà thì sẽ được phơi qua rồi sau đó là tụi mình sẽ cho vào trong máy sấy để sấy cho tới khô nha mọi người. Thời gian sấy để ra một mẻ trà như thế này thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Trong cả hai ngày trèo đèo lội suối rồi về chế biến thì mới ra được từng này trà thôi đó. Khúc này là thấy vui dã man luôn ấy. Là thành phẩm móng rồng rồi nha mọi người. Khô rong luôn. Cái này thì nó rất là thơm và uống rất là ngon. Không đắng không chát mà ngọt hậu rất là lâu. Đó. Cái hương của nó, hương thơm của cây cỏ non mà cũng không biết là miêu tả cái hương thơm nó như nào mà nó rất là thơm. Đấy. Ngọt rất là thanh nữa. Uống cái này thì sẽ rất là tốt sức khỏe nha mọi người. Giờ thì cùng mình pha một ấm trà móng rồng để thưởng thức luôn nha. Dòng trà móng rồng này thì ở độ cao rất là cao và nữa là một năm cũng chỉ có một vụ mùa đông này thôi. Và mấy năm gần đây thì những cây trà này cũng khá là ít nên là dòng trà này cũng rất quý. Mỗi lần pha thì được 7 đến 10 tuần nước. Màu nước trà trong trắng, hương thơm thanh cao của những cây gỗ quý ở trong rừng. Hậu vị ngọt rất lâu, không đắng, không chát. Các anh chị yêu thích trà thì nên thử một lần nha.